Đây các bác ơi, hồi như thế này thì có được gọi là sai không? Rất là tuyệt vời luôn. Em chào tất cả các bác ạ. Bên em bao ship đơn hàng từ 200.000. Hôm qua thì em có về nhà và em đi xem đồi hồi thì bắt đầu quả cũng đã già rồi các bác. Các bác mà cần quả hồi làm gia vị hoặc là làm thuốc thì các bác liên hệ ủng hộ em. Em bán là 80.000 một cân hồi, hồi tươi về các bác có thể tự phơi. Hồi thì nó khô rất là nhanh các bạn, nên là nó khô nhanh nên là các bác yên tâm là không sợ nó bị mốc hay cái gì đâu. Ngoài ra thì bí xanh thì nhà em vẫn có các bác ạ. Bí xanh đây là bí thơm ở trên vùng Bắc Cạn em. Em bán là 16.000 một cân. Bí này thì các bác có thể dùng để luộc này. Các bác dùng để luộc này rồi hoặc là xào với gừng này hoặc là nấu canh đều rất là ngon. Ngoài ra thì các bác cũng có thể có món mới đó là nộm nộm bí xanh ấy. Bác nộm bí xanh thì ăn cũng khá là cuốn. Hôm qua em về nhà vừa được ăn món đấy xong. Cái bí này thì để được rất là lâu các bạn. Về các bác không cần phải cho vào tủ lạnh đâu. Các bác không cần phải để vào tủ lạnh bảo quản đâu, để ngoài cũng được các bạn. Đây là bí phấn trắng. Ngoài bí phấn trắng ra thì em còn có bí xanh. Có nó là hai loại bí. Nhưng mà chất lượng của nó thì như nhau, nó sẽ có bí phấn trắng và bí xanh. Thì chất lượng như nhau các bạn. Quả một quả của nó sẽ tầm khoảng hơn cân hoặc là hơn cân thôi. Không to mấy đâu nên rất là tiện. Các bác pha thái ra phơi khô để làm trà uống cũng rất là thơm. Hoặc là các bác nào muốn giảm cân bằng bí đao thì bí thì cái này đó là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Cái này mình cũng có thể là luộc lên rồi chấm với muối lạc ấy, cũng rất là ngon. Còn cái này là rêu sâu ạ. Ở rêu sâu thì em vẫn đang bán là 40.000 một lạng. Rêu sâu thì cái này là rêu sâu loại 1. Ở rêu rừng thì 40.000 một cân. Ở lưới thì nhà em có lưới đài và lưới Nhật ạ, lưới Nhật bãi. Lưới Nhật bãi là cái này là hàng dùng rồi, nhà em còn tấm vá nhiều và tấm vá ít. Tấm vá nhiều thì 130.000 một tấm, còn tấm vá ít là 160.000 một tấm. Lưới này thì rộng 1m8, dài 5m1 và ở nó may viền và có khuy như thế này, rất là tiện. Các bác có thể dùng để che nắng hướng tây này, hoặc là các bác những vườn nhỏ ấy thì các bác có thể tự một mình thi công thì rất là dễ. Nếu mà muốn bền hơn ấy, muốn độ bền cao hơn thì các bác nên chọn lưới đài. Đây là lưới đài dệt kim. Lưới đài dệt kim thì nhà em có khổ 2m, 3m và 4m. Khổ 2m là 28.000, 3m là 40.000, 4m là 55.000 1m. 1m dài đấy ạ. Có màu xanh và màu đen, cả ba khổ thì đều có màu xanh và màu đen thì các bác lựa chọn. Độ che phủ của nó là 70% các bạn. Về chậu thì nhà em vẫn có đầy đủ chậu này. Chậu nan thẳng, chậu sen, chậu bí. Chậu nan thẳng thì nhà em có từ phi 20, 25, 28, 20, 25, 28, 30 và 35. Phi 20 là 6.000, phi 25 đo thực tế được 23, cái này là 7.500. Phi 28 là 11.000, phi 30 11.000. Hai cái chậu 28 với 30 thì giá của nó giống nhau các bạn. Chậu 35 thì là 17.000. Hai mẫu chậu này thì nó lệch nhau, 2 sen. Lệch nhau 2 sen nhưng mà nếu mà đo khi cầm trực tiếp chậu ấy thì cái chậu 28 thì nó có phần là nó dày dặn hơn các bạn. Có nghĩa là nhựa của nó, chắc là khối lượng nhựa sản xuất thì nó giống nhau, nhưng mà cái chậu đây nó lệch nhau tầm 2 sen này. Nhưng mà chậu 28 thì cầm có phần là dày dặn hơn, cứng cáp hơn so với chậu 30. Mẫu chậu sen ạ, mẫu chậu sen thì nhà em có sen 20, 25 và 30. Sen 20 là 10.000, sen 25 là 13.000, sen 30 là 21.000 một cái. Đây, cái này thì mẫu chậu sen thì nó kích thước của nhà sản xuất là 25, 30 và 35, nhưng mà đo không được đâu bạn, cho nên là em sẽ báo với các bác giá như thế thôi. Báo với kích thước như thế tại vì về nếu như mình báo như thế về mà đo không đủ thì lại nhỡ cái mục đích của mình ạ. Cái lót chậu thì nhà em có loại lót to và lót bé. Lót to thì là 10.000 10 cái, lót bé 10.000 14 cái, là em bán theo lạng đấy ạ. Chậu bí ạ, chậu bí thì nhà em có phi 20, 25 và 30. Giá là 10.000 ạ, 12.000 và 16.000. Mẫu chậu đen thì nhà em có phi 16, 18. Phi 16 là 3.000, phi 18 là 3.500. Phi 25 10.000 ạ, và phi
28 là 13.000. Tiếp theo là cái mẫu chậu đôi trồng địa lan mẫu E280. Mẫu E280 với E300. E280 là 7.000, E300 là 9.000 một cái. Đây là cái tên của chậu thôi các bạn, chứ không phải là kích thước của chậu nó là 28 cm đâu. Đây chậu Trung Quốc này, mẫu chậu này thì phù hợp các bác trồng địa lan, lan kiếm đều được. Chậu nó cao, thon cao thì nó giúp cho bộ rễ nó ăn được sâu hơn và nó thoát nước tốt hơn. Chậu này thì chậu phi 280 này thì phun viền được có 22 cm. Phân thuốc thì nhà em có đầy đủ ạ, phân hữu cơ. Phân hữu cơ thì nhà em có ben 1, ben hộp 1 cân là 55.000, còn ben bao 10 cân là 470.000 một bao. Các bác lấy nửa bao là 240. Ở ben 3 hộp này là hộp 5 lạng là 40.000 ạ. Phân BB là 35.000 một cân. Ngoài ra thì em có trùng quế Vmit ạ. Vmit thì là 45.000 một cân, còn Vmit Pro là 50.000 một cân. Vmit Pro thì hạt nó sẽ to hơn các bạn. Hạt nó sẽ to hơn Vmit này. Túi lưới đựng phân ạ, túi lưới đựng phân thì là 10.000 một lạng. Ngoài túi lưới ra thì em còn có túi lọc, nếu mà các bác thấy mình cho phân vào túi lưới cảm thấy nó khó khăn một chút ấy, thì mình không kiên trì được thì mình nên chọn túi lọc này. Túi lọc này thì là 35.100 cái, trong nó sẽ dạng kích thước của nó là 7x9 ạ. Đấy, các bác vừa để phân hữu cơ, phân vô cơ đều được ạ, rất là thoải mái luôn. Superthai là 120.000, đây là hàng nguyên đai 60ml. Ngoài ra thì nhà em có chuột siêu tốc này, cái này là 50.000 ạ, một gói. Ridomin là 55.000 gói 100g, Kinkinbun là 25.000, ăn chăng côn là 47.000 gói 100g. Fendona 10SC, cái này là gói này là gói 5ml là 12.000 một gói. Ngoài ra thì em có lọ Fendona 20SC, lọ này là 40.000 100ml. Phân tan trạng người ta đang còn trắng nhật này, 640 6+15 chỉ số của nó đấy ạ. Cái đấy là 220.000 một cân. Phân vàng Mỹ là 150, xanh Mỹ là 140 và chỉ nhật là 120. Còn phân Zinan này là một lọ 150g là 25.000. Ngoài ra thì em có lọ to. Lọ to này là lọ 1,25 cân là 170.000 ạ. Cái kia thì có kiri xanh 45 và ri đỏ là 55. Ri đỏ bôi trực tiếp ạ. Phân bón lá thì nhà em có của Godomo là 27.000 một lọ, bao gồm có 6-30-30, 20 đều và 30-10-10. Ngoài ra thì em có sản phẩm của Đầu Châu ạ. Đầu Châu thì hiện tại em đang có Đầu Châu 701 là kích thích ra hoa. Chỉ số NPK của nó là 10-30-20. Là 10-30 có nghĩa là lân kali cao. Thứ ba là cái dưỡng hoa lâu tàn ạ. Dưỡng hoa lâu tàn thì có Đầu Châu 901, loại này là chỉ số NPK của nó là 15-20-25. Đấy, có nghĩa lân kali cao thì nó sẽ giúp hoa bền màu này, tươi và lâu tàn. Nano đồng là 30.000 ạ, còn Movento trị dẹp là 110.000. Siêu lân đỏ là 25.000 ạ, Fisan là 55.000, Fisan lạnh. Kích thích sinh trưởng thì em có Atonic là 80.000 một lọ, hộp thì cũng là 80.000 một hộp, cũng là 100ml, trong đó chia là 10 gói, một gói là 10ml. Ngoài ra thì chế phẩm Hùng Nguyễn 6 trong 1, cái này là 25.000, các bác lấy từ 10 lọ là còn 22.000 một lọ. Kích hoa thái là 35.000 này, trồi thái 35.000. Dưỡng chất AB thì 70.000. Siêu mập ki 50.000. Thuốc ốc thì là 25.000 ạ. Cái này là dạng hạt, dạng bột rắc ạ. Giải độc chống sốc cây cảnh thì có Ami Green, cái này 40.000. B12 ạ, giải độc cây cũng 25.000, 50ml. Keo liền sẹo Mỹ, keo đen, cái này 47.000. Kích rễ Biorot hàng chiết, cái này là 70.000, lọ 100ml. Ngoài ra thì có N3M 25.000, 100g. Đạm cá Mỹ, cái này là lọ này là 250ml. Lọ này thì 50.000 các bạn. Bộ tứ phân cá Úc thì bao gồm có Siso, Acerot, Powerfit, Orhum, cái này là 25.000 một lọ. Super Canxi Maze Kali, cái này là cũng là 25.000. Ngoài ra thì có B1 Thái thì nhà em có lọ 1 lít.
Lọ 1 lít là 140, lọ 500ml là 85.000, còn lọ 100ml là 25.000. Cốc điều hòa trồng lan thì nhà em có hai loại, đó là loại bé chiều cao 9cm, cái này 8.000 một cái. Loại to chiều cao là 17cm, cái này là 17cm, cái này là 13.000 một cái. Cần tưới thì nhà em vẫn còn các bác nhá. Đây cần tưới Đài Loan, cần tưới inox, cần này là cần 395. Cần 395 là 420.000 và cần 398 là 470.000. Móc thì nhà em cũng có các bác nhá. Đấy, em cảm ơn tất cả các bác đã xem video ạ. Các bác mà cần những loại nào thì các bác liên hệ ủng hộ em.